Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ hà mã miệng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ hà mã con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ hà mã bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Sau sẽ có hà mã ông, hà mã bà. Bà đồng một má gì kia là riêng anh mua má bán. Sắp 20 tháng 11 rồi các mọi người ơi. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu da vàng nha. Đây là phần da vàng đầu tiên của mình nhé. Đây là phần da vàng đầu tiên của mình này mọi người. Mọi người, đây là phần da vàng đầu tiên của mình. Tiếp theo là mình sẽ hạt chữ nha. Người đây phần hạt chữ của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu sạc. Màu gì nhỉ? Bộ lớp 9 năm nay đẹp trai đấy. Đẹp trai điên luôn đấy. Nghĩa năm nay đi học là lớp 9 đúng không? Đúng nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với 5 hạt chữ tiếp theo nha. Đây nha mọi người ở đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm sổ màu đỏ vào. Ôi, sắp dở rồi. Không thiên tay nghe, sắp dở rồi. Về thì chị cứ quay ở nhà.
Có nhưng mà khó lắm. Giờ mà mình về lấy là mình phải lấy cả cái cặp của chị ra đây đây. Nhà thì qua chị Ngân ở nhà nhưng mà thôi bắt tội mẹ. Mọi người ơi đây nha. Và bây giờ mình sẽ xỏ tiếp là phần màu hồng nhá. Bây giờ mình xong xỏ màu hồng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng. Eo ơi giờ lớp 6 chúng nó đã chơi tài xỉu rồi chúng mày ạ. À. Khủng bố luôn ấy. Đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình này. Vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Ba đồng một mơ tình duyên.